Ừ. Đã nhìn là ở một tối hay mấy tối? Trời ơi, tối mà ở ngoài ông bà đó mai kinh nhiều lừa đảo hay bốn người lừa đảo. Cái việc đó ông bà cứ đảm bảo là được. Đây chị mạng à. Con láo chín cháu. Đọc trình ba. Cháu ơi, ở đây là bây giờ nay là công an huyện Nam Bùng. Nếu mà có người lạ đến là hắn. Mà nếu anh. Sau 2 hôm ăn trực nhà chị sinh gái, chị vợ sinh gái, bây giờ thì phải tạm biệt thôi cả nhà. Bye. Thôi, bye chị nhá. Đi mạnh khỏe nhá. Cảm ơn chị nhá. Nhà chị Phường ở ngay đối diện cái xăng 88 của nhà. Cái xăng 88 ở bên này. Rồi, mình sẽ tiếp tục di chuyển thẳng phía trước. Hôm trước thì anh đón mình ở ngay góc này cả nhà. Bây giờ thì mình lại tiếp tục di chuyển thẳng lên phía trước. Là mình đi từ nhà anh lên đây. Mỗi lần đi qua những cây này á, rất là thơm cả nhà. Cây dâu doa. Đúng cái cảm giác mà mình đang được sống. Mình hít thở không khí và cảm nhận mọi thứ xung quanh cả nhà. Thích lắm. Mình đang ngang con đây, mấy bạn ở trong thế giới động gọi vô chụp ảnh cả nhà. Cả nhà đang đến với chợ Hải Châu này mọi người. Chợ Hải Châu. Cái đam men điểm 10 nha. Xe biển vàng 36. Mấy anh công an vừa tới thăm mình cả nhà. Sau đó mấy anh lại đi luôn rồi. Cảm ơn các anh rất nhiều. Chỗ này có một cái đập. À một cái đê đẹp quá này. Mình ngồi đây mình nghỉ ngơi lúc. Mình đang ngồi đây chỉnh sửa video. Có một bạn làm ở góc bên kia chạy ra tặng mình lon nước cả nhà. Cảm ơn đang quen em nhiều nha. Hiện tại thì mình đang ở trên một cái cầu mà chẳng biết cái cầu gì cả. Nhưng mà mọi người xem này, dòng sông chảy êm hòa đẹp chưa. Hôm nay kiểu mây mù nó bao phủ xung quanh này, nó tạo ra một cái yếu tố mênh đường. Đẹp thực sự. Đi này cảm giác yên bình lắm cả nhà. Được ngắm cảnh vật mọi thứ xung quanh một cách chậm rãi, không có hối hả. Mình đoán cái chỗ này là cái chỗ mà nước lợ cả nhà. Bởi vì mình thấy cả cái con còng phía dưới này. Mình phóng to cả nhà xem nhá. Đây, cả nhà thấy con còng màu đỏ không? Đó. Cả nhà ơi, mình cảm giác kiểu cái xây cái nhà này lên kiểu để trang trí ấy nhỉ. Trông đẹp vãi chưởng này. Mọi người nhìn này. Nhà tầng dưới nhá. Xong đến tầng trên này. Tầng trên này, và tầng trên nữa này. Ôi, nó giống như cái tháp tạc bậc ấy. Hay thật đấy. Chào mừng tất cả mọi người đến với làng Ngọc Trà. Cái cảm giác này thật là yên bình cả nhà. Đi đường lang thang ngắm mọi thứ xung quanh. Cái này là đường quốc lộ nhá. Cục phát cả nhà xem này. Có ngôi nhà trong này đẹp chưa. Ui, kiểu thiết kế kiểu hiện đại nhỉ. Mình ngồi đây, mình giúp đây, mình nghỉ ngơi cả nhà. Mấy thanh niên này vẫn tìm ra mình. Giỏi vãi chưởng. Ở đây thì hai người anh em ở đây tới cho hoàn nước và sữa. Cảm ơn hai người em rất nhiều. Nhưng mà hoàn chỉ ăn được một ít thôi. Cầm đi nhiều quá là nặng. Mấy anh em vô đây xin tấm ảnh kỷ niệm nào. Mấy bạn kia cho bánh mình thì mình ăn được mấy cái rồi. Bây giờ mình ngồi đây ngủ một lúc cả nhà. Mấy bạn này đang ngồi đây chơi mình một thời gian. Ngồi ngắm tiếng chim hót này. Dễ chịu. Ok, rồi ngủ 15 phút rồi đi tiếp cả nhà nhá. Mệt quá rồi. Chỗ ngủ đây. Đừng có đất là có chỗ ngủ. Sau khi mình nghỉ một lúc rồi ấy, thì bây giờ là 12 giờ hơn rồi. Bây giờ mình đi đây. Các bạn đây đến Tiễn Hoàn này. Bye bye nha, bye bye nha. Cảm ơn rất nhiều. Đây là đường quốc lộ 1A cả nhà ơi. Còn phía bên này thì có một cái dòng sông đẹp trên này. Chảy hiền hòa luôn. Wow. Có căn nhà bên sông này tuyệt vời luôn. Yên bình. Chú biết tiếng Việt không?
Việt, tiếng Việt, tiếng Việt. Cái chú Tây kia thì chú ấy đang đi phía trên ở cả nhà. Chú đang nghỉ ngơi một xíu. Chúc chú may mắn. Ở đây có mấy bạn tới tiễn mình cả nhà. Ở đây có mấy bạn nữ xinh gái như này. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển vào trong đây để đi nối đường biển cả nhà. Để vào trong... Ở đoạn dưới đây người ta có đi biển không mày? Có. Thế thì anh sẽ đi đường này để vào dưới đấy. Rất là nhiều anh em đang đứng đây tiễn hòa này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, chụp tấm ảnh nhá. Xương này các bạn ở chỗ tôi. Hello, xin chào. Hello. Hai để tiếp anh. Mấy bạn xinh gái tới đây xin chụp ảnh cả nhà. Đúng rồi, có gì nữa. Mình ở đây là... Đang bầu anh ạ, anh ạ. Cái này là thuốc lào mọi người ạ. Mọi người sẽ phơi ở ngoài đường. Sô tô mọi người ạ. Sô tô. Chỗ này có một cái là chào mừng sô tô tuổi 20 2001 đến 2021. Ê, sô tô nghĩa là cái gì vậy? Là trong đây là nó là tổng hợp tất cả các thứ vui chơi đấy hả? Dẫn cả nhà vào trong đây nhá. À thế là mình đi vào trong đây hay đi ra ngoài? Còn ở trong đây thì sao? Đường đấy không đi, đường đấy không được. Chỗ này có cái ngã của sô tô đẹp cho cả nhà. Cứ thật là thắng. Ui, mọi người xem này. Một ngã nhá, hai ngã nhá, ba ngã, bốn ngã, năm ngã. Ở đây là ngã năm rồi cả nhà. Hello. Mình vô cái này mình sẽ bán hàng giúp anh em một lúc cả nhà. Quán rất là nhỏ, xinh xinh. Nhỏ quá cả nhà. Kiểu nhỏ nhỏ, xinh xinh. Mình vừa chào tạm biệt anh ấy xong, bây giờ đang di chuyển thẳng xuống biển cả nhà. Phía bên này có một cái trường trung học phổ thông Quảng Sương 4 này. Bây giờ thì mình sẽ xuống biển để mình xin ngư dân ở biển để mấy hôm sau mình đi khơi cả nhà. Đi đường vui nước ngoài nhà. Anh này vừa cho mình lon nước này. Anh Hoan à? Anh đi đâu đấy? Cho nhau nước này. Cô te xỉu. Đấy là cái vui khi mà được chơi TikTok cả nhà. Ở đây người ta gọi là công sở xã Tiên Trang cả nhà. Tại sao không phải là ủy ban hay cái gì mà lại gọi là công sở vậy cả nhà? Ai biết comment xuống phía dưới nhá. Ở góc bên này thì có các bạn đang làm vệ sinh đường này. Mặc áo của đoàn.
Đây mình phóng to cả nhà xem này. Tuyệt vời quá nhỉ. Wow. Xuống biển là cả nhà ơi. Ngay trước mặt cả nhà là biển này. Các bạn nhỏ đang đi chơi này. Cua đẹp. Vui hoàn này. Mấy bạn này biết luôn. Wow, tới biển rồi cả nhà ơi. Tuyệt vời. Ui, đẹp thật sự. Cả nhà xem này, bên này các bạn đang tắm biển nhá. Bên này cũng có rất là nhiều các bạn đi tắm biển rồi này. Bây giờ mình xuống đây để mình xin cô chú đi biển luôn cả nhà nhá. Wow, toàn là những cái thuyền rồi là để đi biển này cả nhà. Thích thật đấy. Wow. Bây giờ ra đây mình hỏi cô chủ ở đây để xin ngư dân ở đây đi biển nhé. À đây có bà à. Đến hỏi mấy cô chú ở đây trước. Cô ơi cô. À, cô là cái cô là chủ quán ở đây luôn hả cô? Không, cô là khách. Khách ạ. À, cảm ơn cô. Chủ quán ở đâu hả cô? Cũng không biết biển, chắc là trong nhà. Dạ dạ, cảm ơn ạ. Dạ. Để mình vô đây mình xin cô chủ quán nhá. Cô là chủ quán ở đây hả cô? À cô cho con hỏi là ở gần đây ấy có ngư dân biển ở chỗ nào hả cô? Sao đây em nhỉ? Dạ. Cái gì mà quay vậy? Anh ơi cho em hỏi là ở đây ấy thì có cô chú đi biển không anh? Có. À em giới thiệu một chút là em tên là Hoàn. Em đang có trong cái chuyến đi bộ xuyên Việt từ Nam ra Bắc anh. Ok. Thì hôm nay thì em tới đây là em muốn xin là vào nhà dân để mà kiểu đi khơi cùng bà con. Đúng rồi. Bà con thì em đi lại chỗ này. Đây đây em đi lại chỗ ngay đây. Là khu đấy là khu ngư dân người ta đi biển. Đi có thẳng mấy, bên này anh. Đây cạnh đây luôn này, chỗ dạ, mấy dạ, cái dạ. Bè máng này. Ok, cảm ơn anh nhá. Em cứ lại đây em xin người ta. Dạ. Ok, giờ thì mình sẽ di chuyển sang bên này. Ngư dân đi biển. Ở đây có một chị, không biết chị làm gì đây. Cô ơi cô. Cô, ở đây là cô đang làm ngành nghề gì vậy cô? Cô đó. Dạ. Cô trông ở bên bãi ở đây. À trông bên bãi ạ. Ừ. Con đang muốn xin vào một nhà ngư dân để mà con đi biển ý. Thì cô không biết là ở đây có ai đây không cô? Ngư dân đi biển thì con cứ ở đây chơi rồi tí nữa chiều người ta ra đây người ta đi biển rồi con xin con đi này. À đến chiều thì mới đi ạ. Ừ. Mấy giờ chiều hả cô? 5 giờ chiều. À thế bây giờ hiện tại ở đây thì có ai ở ngoài đây không cô? Hiện tại thì cứ ở bên đây thì một người bên phía trên kia thì cũng có người ta đỡ, người ta ở ngoài đó. Ờ. À, nhưng mà có chịu được nước không? Có chịu được nôn không? Con chịu được. Say sóng không? Con bị say sóng không? Ừ, say sóng đó. Đi ra đó là bắt đầu hắn lượn hắn chao đảo bắt đầu mình nôn như người say xe ạ. Dạ. Mình như thế người say xe ô tô ạ. Bây giờ đi dọc cái đường này để gặp ngư dân đúng không cô? Ừ. Dạ. Đó, cứ đi dọc đọc nó xuống. Bây giờ là sắp tới người ta ra biển ta đi nghề rồi đó. À rồi. Cảm ơn cô nha. Anh ơi. Chú ơi, chú cho con hỏi xíu ạ. À? Có phải chú đã chuẩn bị đi biển không ạ? À? À. Anh ở đây là anh đang làm công việc gì vậy anh? Anh đi biển đánh cá. Ờ, em giới thiệu chút thì em tên là Hoàn. Hiện tại em đang có cái chuyến đi bộ xuyên Việt từ Nam ra Bắc. Là đi bộ anh. Đi xe hay đi bộ? Không, đi bộ. À, đi bộ ra Bắc đây. Đúng rồi. À. Thì em đi từ mũi Cà Mau đến đây thì cũng được 177 ngày rồi. 177 ngày. Ở dưới đi đấy. Ô, sao bạn này đánh chú vậy? À, cô đánh quân. À, em đi biển là đến 4 giờ mới ra đi. Còn đi đánh một ngày vừa về. Anh đi mấy giờ? 4 giờ đêm. 4 giờ. Ui. Sáng. 4 giờ sáng anh đi á? 4 giờ sáng đi rồi 8 giờ vô. 7 8 giờ sáng vô. À. Thế thôi đi thôi. Thế
Tối nay anh có đi không anh? Ủa? Có đi á? Thế anh có thể cho em đi cùng anh được không? Đi mà ra nếu mày nôn thì răng. Em khỏe lắm. Em khỏe, em không có nôn đâu mà. Rồi chỗ ở đâu? Dạ? Chỗ ở đâu mà đi? À bây giờ là em tới là em thuyết phục anh đây. Hả? Là cho em ở lại nhà anh. Không, không cho. Tối 4 giờ ra đây rồi cho đi. Ra về đây tối rồi. À, ý là em đang muốn thuyết phục là tới nhà anh để mà xin làm việc. Nói chung là anh sai gì thì em làm đấy. Rồi em ở lại nhà anh rồi em đi cùng anh luôn. Là nhà có gì đâu mà làm. Nhà gì mà cũ. Thì hiện tại ấy, là cái chuyến đi của em ấy là không được sử dụng tiền. Là ví dụ tới nhà anh là phải xin làm việc. Là anh sai gì thì làm cái đấy. Xong rồi ăn cơm rồi sống cùng nhà anh luôn. Một hôm. Ăn cơm sống mà nhà chỗ hẹp lắm. Hẹp cũng được anh. Em ngủ ngoài hiên, anh ngủ ở đậu cũng được. Dạ. Con đừng nghịch con. Đây đâu. Dạ. Đi. Không có đi. Thì cái nhà ông bà già đây, ở đây này. Ông bà già dưới khu đây, ở đây thích ăn, ở với ông bà già rồi ở rồi đến tối ra nó mua đi này. À. Ở đây chơi luôn. Đây. Hay anh vào anh nói giùm em được không? Được nhưng mà okay. Đây có hai ông bà già thôi. Dạ dạ ok. Nhà ông đi nào, đúng ông đi đây. Nhà ông đi bố bán quán này. Hả? Anh vô anh nói anh. Ông vô là đi đến hải ngoại mà đi từ mũi Cà Mau và ra anh đây đi vô. Cảm ơn ông ạ. Đi bộ không đi chơi đi chơi, khỉ mà đi bộ. Con đang thực hiện cái thử thách đi bộ mà ông. Dạ. Đi khắp nước luôn. Dạ. Đi rồi đi vãi cho nó thuần cái chuyện là đi ra nước ngoài luôn. Con đi từ mũi Cà Mau đến Hà Giang ạ. anh có thể là vô nói hộ giùm em ấy. À được thôi. Dạ, được ok thôi. Anh. Đây đâu mà đấy à. Mà ở đó. Dạ. Ở bên báo cáo chính quyền. Dạ vâng ạ. Báo cáo chính quyền để chính quyền còn báo cáo với xã nên đây đó anh ạ. Dạ vâng. Được ạ, con có giấy tờ đầy đủ ạ. À. Dạ dạ. Lớp ơi. Làm cái can con. Bạn này mấy tuổi rồi anh? Đây ông bà ra dưới trong bến này. À trong bến ạ. À trong bến. Dạ. Ăn uống thì không hết mấy đâu nhưng mà không mua chi đâu nhưng mà thế khổ mà mình mà ấy là cái có giấy tờ mới chính quyền ở đây công an rồi xã công an huyện nào với thôn nào với đó cao với đường. Dạ. Yeah. Còn này có khách có không này? Khách đi hải ngoại mà từ đầu mũi là từ đầu Cà Mau mà đến con cái là phải đến đây đi bộ không? Có chào bà. Dạ. Yeah. À, có chào bà. Đó, anh đi bộ đâu? Anh đi bộ đi thử thách đi bộ. Có chào ông ạ. Quay đây đi bộ đây. Đi quay ở biến không? Dạ. Quay biến. Anh có thể nói dùm em á để cho ông bà hiểu cái ý mà em diễn tả, muốn diễn tả anh. Người ta là muốn đi bộ mà bây giờ muốn ở chỗ đền đêm. À, giấy tờ của đồng hoàng vô báo với thôn với xã đồng hoàng. Dạ. Yeah. À, là vậy như thế muốn ở đây đêm mà vậy như với ông bà đêm rồi à, chưa ở nhờ ở đây này. Với ông bà có chi cho ăn ăn đêm ăn vô báo với thôn với xã luôn. Dạ. Yeah. Với ai báo chưa? Chờ vô. Nhà báo ở đây á. À. Đi hay chỉnh đi bộ đấy. Hay là đi cô cho hân đi chỗ ăn. Chỗ đâu ở đây bữa thôi rồi người bạn. Ở trên đó. Nhà hân tính cũng mê văn. Dưới trên đó. Vô đó gần hơn báo không gần hơn chứ còn ở đây thì cũng được. Nhưng có cái là đây với chỗ thế. Cô cho con tôi đó. Dạ. Cô cho con đó. Thế anh quê ở đâu thế? Con quê ở Nam Định ông ạ. Ở Nam Định nha. Dạ. À, đi quay ngoài biển. Đi thử thách đi bộ. Đi gọi như bộ mà đi bằng mấy chục ngày rồi. Mấy chục ngày. Con đi 177 ngày rồi ông à? 177 ngày rồi. Trong 177 ngày thì cứ đi bộ đi đâu rồi quay đúng không? Dạ, con quay rồi con ghi lại hành trình, ghi lại kỷ niệm ấy không? À.
ghế ngồi anh nhá. Dạ. Ông cứ kệ con đi. Hả? Con đang muốn xin ông ở lại đây để đến buổi sáng mai là con đi biển với anh nhá. À, đi biển nha. Dạ. Đi biển. Ra biển quay. Dạ. Biển đi quay. À, xin đi biển là quay lên cho đó là để lên truyền hình đó, thử thách người đi bộ gọi như thế gọi. Con cái chuyến đi này của con ấy là con không được sử dụng tiền đâu à? Ừ. Ví dụ như con tới nhà ông ấy thì con sẽ xin ông là phụ ông làm việc. Ví dụ như ông có làm cái gì thì ông sai con là con làm hết cho ông. Ừ. Để con xin ông ở lại với cả xin ông một bữa cơm tối không à? Rồi sáng mai thì con xin phép là chắc con theo anh để con đi ra ngoài biển, là con làm ở ngoài biển luôn không à? Thử thách lên. Thử thách vậy. Nếu cái đấy thì bố phải báo cáo với thôn đi chứ nữa. Rồi dạ. Báo cáo thôn mới được. Vậy ông cho con ở lại đây rồi con với anh ra báo cáo với trưởng thôn với công an xã ở nhà mình luôn nhá. Thì anh ở thì anh đi vô đây rồi vô thôn thì báo cáo rồi tính tí nữa chiều ra đây rồi. Thì bộ đi bộ à? Tớ cháu đi bộ chứ. Ông cháu đi bộ. Dạ. Thì bộ được. Thì đi đây vô thôn rồi báo cáo ở nhà ông trình giấy tờ ra rồi vô ở nhà ông rồi cho thôn làm giấy tờ rồi đấy lúc mình về lúc mà mình về nữa thì mình lại cần về thôn lấy giấy tờ thôi. Dạ dạ ok ạ. Giấy tờ chứng chứng minh. Dạ. Vậy đi tôi đến được về thôn anh. Dạ ok ạ, ok. Là cả ông công an với cả ông trưởng thôn ở gần đấy luôn không? Là công an luôn. Dạ. Đây là ông bí thư cũng có luôn. Cũng ở chỗ nhà cháu luôn. Dạ. Ông ơi. Ơi. À đây là tao lão cầm đây rồi. Ở đây là ông đang làm công việc gì ở đây vậy ông? Ông Mô. Ông Mô. Ông ấy. Tôi nữa. Dạ. Ông là người giữ nghề cho. Tôi giữ nghề đây. Cho bà con đây. Giữ gì không? Giữ cái nghề bè đấy, hải sản này. À mình coi cái bè đấy không? À, coi bè coi núi này. Dạ. Cái cháu quê đâu đây? Con quê ở Nam Định ạ. À, Nam Định đi làm nick lê, đi hành trình đi đi. Cô bà con gì chưa? Con chưa ạ. Vâng. Dạ. Này nhiều tuổi chưa? Con năm nay 21 rồi ạ. 21 rồi. Ok, vậy con xin phép và con báo trưởng thôn đi ạ. Dạ. Hả? Đi bộ 177 ngày. Giờ về đây hành trình đi bộ má mai đang Facebook 4 giờ mai xin đi biển với tôi. mà đi bây giờ như thế là không dùng đến tiền. Đi làm như vậy đến nhà nào mà làm mới đến là xin nhà ăn bữa cơm rồi làm cái gì làm chứ. Hành trình đi bộ 177. Hương đang quay, Hương này Hương chết rồi. Bye bye anh chị nha. Rồi tiếp tục di chuyển thôi cả nhà. Đi theo anh ơi, anh tên là gì vậy? Anh Dạ? Anh dẫn đâu đi về thôn. Anh cứ cháu ra tin này. Cháu ủng hộ báo cáo tin này. Ông báo cáo được chứ mình thử đi lấy ủng hộ đi. Qua tôi mắt công đi bố. Đây không chú này. Dạ. À, ông đi hành trình đi bộ mà ở mà xin lại ở đây, đây phải chờ phải tour chứ phải đưa chứng minh thư đi đưa giấy tờ cho hộ cái. À chú ạ. Chú lại đi cái hành trình đi bộ 177 ngày. À vâng. Để chú lại nhà ông hộ ạ. Chú lại ủng hộ cho báo cáo đưa giấy tờ chứng minh thư cho ông ở mà ông lại cái. À đi. Đi, lâu lâu chưa đi. Hello anh. Dạ. Người có ông anh này báo cáo gửi ở mà online thì vô thôn báo cáo online rồi thế à? Ở biển đi đâu mà tụi ngoài bể về cũng cứ dẫn vô thôn dẫn ông được cái đi về luôn à, đi rồi. Thì mắc công đi bộ chứ còn bộ càng kia chứ người ta đang đi 17 ngày đây mà đi con tí này mà hai thằng chống lâu quá. Cái gì anh Hạnh ạ? Anh tên là Hạnh. Lê Bác Hạnh. Bắt tay anh Hạnh cái. Tên anh trai em có tên là Hạnh luôn. Em Hạnh á. Dạ. Đây, anh em đang di chuyển vào làng cả nhà. Hôm nay thì có thêm hai cameraman đằng sau. Áo đỏ, mũ đỏ tên gì? Dạ. Em tên gì? Dạ.
Nhật á? Còn áo vàng? Em sinh nhân. Chào cả nhà cái đi. Chào cả nhà. Còn đang theo anh Hạnh để vào trong làng cả nhà ơi. Nhà văn hóa thôn Tiên Phong cả nhà nhá. Kiểu một ngày thì trung bình mình chia ra được một tháng khoảng bao tiền anh? Chia trung bình nhá. Bữa đi được bữa không mà. Vậy á? Đây 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 ông đây đây. Đó vô đây. À đây à? Mày cầm, mày để mày quay đấy, mày về cầm mày quay. Chín người lạ cái nhá. Anh ở đây anh ấy giúp em xong rồi thằng anh đi anh. Bây giờ anh cái này giờ về anh nhọc người lắm, anh về anh tắm giữa cây nữa chứ. Mà làm gì ngoài online? Ở cho ạ, hành trình đi bộ. Đây mày đứng ở đây quay được cả anh. Hành trình quay em quay được hết nha. Hành trình đi bộ 177 ngày. Thì đua thì chú chứ người lạ có chứng minh thư có giấy tờ nhà nước đàng hoàng thì chú chứ cầm lấy đua đôi mai người ta ở đây bữa đôi mai người ta lấy quay lại đây chú lấy giấy tờ cho ai chú là người của mình kinh người lừa đảo đúng không? Đó. Thì đua giấy tờ chứng minh thư rồi giấy các thứ đó như mình trình đây đi chú nữa là chính thôn này là con trình báo giấy tờ cho chú rồi tối nay con ở nhà của ông Lai ạ. Ừ, sáng mai con đi biển cùng với anh. Con nhớ tàu vấn đề gì không? Dạ, ok. Đưa anh để anh lấy chứng minh thư. Hello Giai. Vâng, chào anh. Ok, chào bạn. Đây, con gửi cái này là bằng lái xe của con. Bắt cả đi. Chứng minh thư bằng lái xe là làm chi? À, cái chứng minh thư con bị mất rồi, con còn mỗi bằng lái xe thôi ạ. Trong đây có anh một cô không? Hai giờ có chứng minh thư chưa? À, con đi một mình thôi ạ. Mình nhé, còn hai em này thì à cứ đi ở nhà mình luôn. Mấy thằng ở đâu nói rồi, mẹ mày thằng hoa mẹ ơi ở quán nhau quán nhau mà chứ mình chưa đâu. Dạ cháu à, cháu chỉ là đi chơi hết. Dạ cái đứa chú cầm mà không thề nhớ luôn cái đầu ơi cứ ấy mà cho em đi chơi đừng nghĩ đó chị. Chú cầm đấy luôn chứng minh thư giao cố là cái bằng lái xe là cái gì? Chứng minh thư thì con bị mất rồi, con còn mỗi bằng lái xe thôi à? Bằng lái xe thì gắn chứng minh thư người ta mới cần quan trọng. Thì cái đứa đó thì chú là đứa tôi nhắn đứa còn chú tôi ở đó mà chú không ở thì nếu có đứa có lại cái việc đó thì dắt nhìn là ở một tối mấy tối tổ ơn tối mà ở ngoài ông bà đó mai kinh nhiều lừa đảo hay người bốn người lừa đảo cái việc đó ông bà cứ đảm bảo là được vấn đề gì đâu, mất chứng minh thư rồi quan trọng nhất chứng minh thư. Chứng minh thư đó chắc bà không ở đâu, nó không có chứng minh thư chứ không ở đâu. Ngủ rồi đêm đâu rồi đâu ngủ đêm mà biết đâu đó người đâu đó ngay những cái nữa chứ không tôi con đang đi cái trốn đi bộ từ nam ra bắc ạ. Đi thì cứ đi công an đang kiểm tra đó con được, nếu mà gặp công an hay bất cứ ai cũng được, con là con đang đi và có đăng lên trên mạng ấy thì đây là các bạn ở đây là các bạn cũng biết con. Vâng. Dai biết anh Dai. Biết. Nhà em ở đâu? Đang trên mạng á. Con láo chính cháu. Đọc trình mạng. Đang lên mạng nhưng mà biết như tặng cháu ơi, ở đây là bây giờ nay là công an biết nằm bùng. Nếu mà có người lạ đến là hắn. Mà nếu anh xin chào mọi người. Thế là coi ơi ngoài ông bà cũng được. Tối dạ. Tôi ra đây kiểm tra nha. Dạ. Thôi tôi cảm ơn bác nha. Thế nữa là tốt chứ mày đưa mình tôi với tôi dẫn mồi với tôi báo cáo thôi là buôn người lạ rồi không chỉ có lúc rồi buôn là thằng cái nữa là cái chi là phải qua thôn trước rồi xong ấy xã đi xung đi qua chú bay trình báo với xã với các thứ nước người lạ thì phải tôi nữa là tôi báo báo chú luôn nào. Chơi hơn nữa đâu. Nữa làm gì? Mang đồ đi ra nắng đi từ bắc vào nam từ nam ra bắc trong biết đây. Đây anh chụp cân trứng mà còn đùi. Anh đi xin việc. Anh đi bộ xin việc đó. Rồi ok. Bây giờ thì mình sẽ từ kệ. Chơi đây. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển ra nhà của ông bà. Chơi từ tham ông bà đi. Ông Lai. Mình sẽ ra nhà ông bà ông Lai vừa lấy mình số xin phép ấy thì mình cũng vừa trình báo với trưởng thôn ở nhà mình rồi. Rồi mình sẽ di chuyển ra đấy cả nhà. Rồi, cảm ơn anh nhiều nhá. À, mà số điện thoại của anh để mai không? Không, sáng mai ra đó mà chứ ở ngoài đó nhà ông bà anh đó. Nhớ gọi em nhá. Chứ phải ngủ nhớ em. Ngủ đồng bè xuống. Dạ rồi chứ thì ấy lại cho chuyến đáp ra đám mê. Thì để anh có đi mê đâu mà. Đây lại đi sinh đi gọi như đi bến một bữa rồi sáng mai lại đi chỗ khác.
hay của cái chuyện kia là mày biến lắm, khi kính truyền thông cũng rất là tốt. Mình đi xin việc là truyền thông không vấn đề gì cả. Nhưng mình nhưng mà đi thì về anh đi ra biển hôm nay thì dạ vâng, mai em đi biển. Ra biển mới 4 giờ sáng anh đi. Tao giết thịt cho anh. Thì luôn anh nói là đi tour đi thì tour đi chơi rồi. Nhưng mà bây giờ như lỡ may mà có trách nhiệm thì anh không chịu không có trách nhiệm. Hoàn toàn có nhớ chết luôn nè. Có lỡ may mà cả đó nhảy về ăn bế. Thế nên anh lấy tiền thôi anh đến. Ok, giờ di chuyển thôi anh em. Mình đang ngồi ở chỗ sân bóng chơi cả nhà. Uầy, có mấy anh em mình đói bụng, mấy anh em mua nước cho mình này cả. Uầy, cảm ơn nhiều anh em nhiều nhá. Có mấy anh em về tới đây thăm hoàn cả nhà. Bây giờ dẫn cả nhà vào bãi biển Tiên Trang Tô Sô nhá. Hello anh em. Rồi, vô đây cả nhà nhá. Cả nhà thấy này, cái khung cảnh người ta dựng này đẹp chưa này. Đẹp má ơi luôn đấy. Wow. Cho xe vào luôn em. Dẫn cả nhà vào phía trong đấy nhá, tham quan xung quanh đây. Mọi người xem thiết kế độc lạ chưa này. 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng, 6 tầng. Úi giời ơi luôn. Trước mặt này. Thật cả bên này này. Thích thật đấy. Wow. Mấy cô em đi cùng này. Mấy anh em cũng đi cùng luôn. Khu nghỉ dưỡng rồi ăn uống trong đây cả nhà. Tổ hợp. Đẹp thật sự. Bên này hàng ăn uống này. Đúng rồi. Có quán nước hả? Ủa, tắm đi ra, chưa tắm rồi. Trông nhà thật sự anh em ạ. Nhà hàng ăn uống này. Trông xịn sò chưa? Đây, đây là quán ăn cà phê ăn nhanh này. Bên này có hai con trâu ở nhà. Wow. Đẹp thật đấy. Yên bình thật sự. Chỗ này có cả bán kẹo ốc quế này. Trong chóng này. Tổ hợp bãi biển. Chắc là cả cái dọc này là chỗ ăn uống nghỉ ngơi này. Thôi bây giờ dẫn cả nhà về chỗ ông bà nhá. Mình mệt lắm rồi. Về đấy xem ông bà có giúp gì thì mình phụ ông bà rồi. Ở lại đấy với ông bà luôn. Dạ. Bạn này ở trên làng trên ạ. Bye bye em. Hello. Ông ơi, mọi khi ở nhà mình thì làm gì hả ông? Chăm nghề đây. Chỉ có trông thôi ạ. Vâng. À. Chứ đâu mà là đây, chứ báo cáo ở trong có anh đang rồi mà. Dạ đây, con có báo cáo rồi, ông cho ông xem nhá. Yeah. Con bật video cho ông xem nhá. Bà, năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? 82, 85 Còn ông thì bao nhiêu tuổi hả ông? 83, bà 83. Bà 83, còn ông bao nhiêu rồi ạ? Bà 82, tôi 80. Hai ông bà có con cháu không ạ? 4 thằng, 4 con. Đây mình đang ở nhà ông đây. Cơm cùng với ông ở nhà. Dạ. Bây giờ mình bê đồ ăn lên cả nhà. Đi thôi. Em chào anh ạ. Ok cả nhà, bây giờ thì có một anh đẹp trai đang ngồi quay cho mình cả nhà. Con thấy kiểu có cái lá mùng tươi không? Mùng tươi á? Hay là cái lá này lá gì không? Không biết mùng tươi, chứ con mang ra cũng chả biết. À, con đâu mang ra? Ra lúc tươi ra rau ngót. Rau ngót ạ? Ừ, rau ngót thì ra lúc con gái người diêm đá nấu để đúng rồi, con người thấy có mùi lá lốt. Có đây. Uống rượu nhá. Con không uống rượu không à? Uống không? Không ạ. À không thì ăn cơm đi, chúng tôi bảo uống rượu. Dạ. Ok. Uống cơm hết này. Anh vô đây ăn cùng cho vui anh.
sau khi mà ăn cơm xong ở đây cả nhà. Mệt quá rồi, bây giờ thì mình sẽ xin phép cả nhà ngủ ở đây với ông. Để em ngủ ngon nhá.